Thưa quý vị, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các bạn đọc thiếu nhi trong dịp hè, Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Đà Nẵng đã tổ chức các hoạt động vui chơi trí tuệ thông qua các câu lạc bộ nhí tại thư viện. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Để khơi gợi hứng thú đọc sách, xây dựng thói quen đọc và kích thích trí tưởng tượng, sáng tạo của trẻ, Thư viện Tổng hợp Đà Nẵng đã lồng ghép nhiều hoạt động như sinh hoạt câu lạc bộ đánh cờ vua, cờ tướng, cờ ô quan, cá ngựa, góc sáng tạo, tô màu, vẽ tranh, cắt dán trang trí, kể chuyện theo sách, đố vui có thưởng theo chủ đề, thông qua các buổi sinh hoạt đọc sách vui chơi tại thư viện. Bên cạnh đó thì thư viện còn tổ chức cái chương trình thử thư nhí, giúp cho các em giống như là một tình nguyện viên của thư viện trở thành những cái bạn đọc tích cực, có những cái hành động và có nghĩa là văn minh khi mà mình sinh hoạt tại thư viện. Nhằm đáp ứng đủ nhu cầu đọc của trẻ, thư viện đã bổ sung nhiều đầu sách mới dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng, trong đó chú trọng sách văn học, kỹ năng sống, lịch sử, truyện tranh, sách tiếng Anh và sách giáo khoa. Hầu hết các đầu sách đều có hình thức trình bày hấp dẫn, bắt mắt, lôi cuốn bạn đọc. Trong không gian đọc sách có những hình ảnh lý thú liên quan đến việc đọc sách để giúp trẻ yêu sách và thích đọc sách hơn. Con cảm thấy rất vui vì con có thể biết về nhiều kiến thức và gặp gỡ bạn bè, chơi với bạn bè và đọc nhiều cuốn sách hay. Con đã tham gia câu lạc bộ đọc sách, câu lạc bộ cờ vua và câu lạc bộ vẽ. Con cảm thấy rất vui khi được tham gia những câu lạc bộ và đến thư viện. Không chỉ là không gian học tập, vui chơi lý tưởng, đây cũng là cơ hội để các bé rèn luyện kỹ năng phản biện, giao tiếp. Qua đó học thêm được nhiều kiến thức mới, hỗ trợ các em trong học tập và cách ứng xử tốt trong đời sống hàng ngày. Mình có đi rất là nhiều nơi ở trên Đà Nẵng này, những quán cà phê, nhưng mà nó thật sự là khi mình tìm ra được cái thư viện này thì mình rất là ân ý luôn, bởi vì lên trên đây có rất là nhiều đầu sách mà con yêu thích. Và bên cạnh đó là con rất là mê, ngày nào cũng bảo mẹ là mẹ ơi lên dạy rồi lên thư viện đi, là hai mẹ con lại cứ ngày nào cũng phải lên. Nghỉ hè là dịp để các bạn nhỏ có nhiều thời gian cho các hoạt động vui chơi và tìm đọc những cuốn sách mình yêu thích. Qua đó các bạn vừa đọc vui, vừa bổ sung kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng cho một năm học mới.